Trà bút non T365 ngon đỉnh cao. Là cô gái hay mộng mơ, người đã khiến tôi thẫn thờ, cho tôi nhung nhớ bao nhiêu, muốn nói với em bao điều rằng tôi đã thương em nhiều. Chẳng giống mấy cô người mơ, chẳng son phấn tô sáng màu, chỉ cao 1m5 hai nhưng sao đáng yêu dịu dàng, đôi môi thắm duyên nụ cười. Thôi thì là duyên, nếu người thuận thì tôi sang đưa chuyện mẹ cha xin nương nén vợ chồng. Thương em để lâu hết em âu sầu, nay nói ra cho hết đau đầu. Anh đã từng bấp ná, mình thương và dại khờ, từng đem mất tất cả, nhưng mà không ai ngờ rơi vào lần quẩn dù không duy tình nhiều. 3 năm tận mật không nhà không tình yêu, con tim trái sân sau 2 lần đổ vỡ, tháng ngày bơ vơ nó khiến anh ngỡ thờ. Tưởng rằng anh sẽ khen mình, chẳng dám nghĩ đến một mối tình mà nàng ngờ đâu tình yêu bất chợt của lấy anh giữa ngàn mộng mơ. Kể từ khi anh gặp cô gái vàng, cứ để lòng thần thơ đêm ngày ôm nhớ mong, và từ chợt nhận ra anh đã yêu mất rồi, chẳng giống như lúc xưa giờ anh đã khẳng là do em tân thơ. Chính em cơ kia chàng trai đổi thay và không còn như trước kia, vì lo cho ba cho em thơ, nên anh thanh niên lòng cay đổi thay bản thân mỗi. Vượt ngàn trong gai, thứ bảy hàng tuần 20 giờ trên kênh VTV3, 20:30 trên YouTube Giao Quanh Show.